Tập 29. Anh xem, em chính là tấm gương. Anh đừng có để cho phụ nữ hãm hại mình. Phụ nữ hãm hại? Anh không nghĩ vậy đâu. Anh đã điều tra giấy phép đăng ký của xưởng đó. Trong danh sách cổ đông có một cái tên. Biết ai không? Lại? Không biết phải không? Vậy được rồi. Đợi hôm nào em đi tìm ông nội và mẹ anh, gọi cả anh và ba em nữa, chúng ta nói rõ chuyện này ha. Đừng mà. Anh à, cần gì phải làm vậy chứ, có phải không? Có đúng không? Đúng rồi. Chúng ta là anh em mà. Có lúc có thể nói nhiều mấy câu, có lúc bắt buộc phải nói bớt mấy câu chứ. Anh em tốt thì phải cùng tiến cùng lùi ha. Anh à, anh yên tâm. Ưu điểm lớn nhất của em đó chính là giữ kín miệng. Em đảm bảo với anh, nhất định sẽ không nói ra. Nhiều chuyện không được phải rồi, là phong cách của em đâu. Được rồi, được anh rồi. Yên tâm đi, anh cứ được yên rồi. Tâm nha. Đúng là đồ đầu heo. Alo. Alo. Anh alo. Nói gì em nghe không rõ. Em đang chơi ở đâu vậy? Không có. Công ty em đang liên quan thôi à. Công ty hả? Trần Lạc cũng ở đó sao? Đúng vậy. Em uống rượu hả? Em không có. Uống nhiều chưa? Em chỉ uống một chút thôi à. Em đợi đó, anh đến tìm em. Công ty em liên quan anh tới làm gì chứ? Alo. Nè. Thầy Trần. Cô đứng đây làm gì vậy? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Cô lảo đảo gì vậy? Đứng thẳng lên. Đứng thẳng cho tôi. Cô sai rồi phải không? Anh mới là người sai đó. Cô đừng có lắc lư nữa. Đứng thẳng nói chuyện với tôi đi mà. Cô, tôi đều không sai. Theo tôi vào trong đi. Trần Lạc. Nếu anh còn dạo thì họ sẽ chuốc rượu chúng ta. Hay là chúng ta chuồn đi. Đi thôi. Đến nhà đèn rồi. Nhà anh ở đâu? Đèn... Thầy Trần à, anh cũng nói là anh uống được. Anh chỉ được vậy thôi sao? Tôi còn có thể uống tiếp. Tưởng lượng của anh như vậy mà còn nói là uống được. Anh đợi đó. Tôi đi rót nước cho anh. Đây là nhà của thầy Trần. Cô ngồi đây, để tôi rót. Được, anh đi. Anh đi đi. Anh nằm đó đi. Anh đi còn không được mà còn rót rượu cho tôi uống. Nè, thầy Trần, tôi rất thích nghe anh hát đó. Bây giờ tôi muốn nghe anh hát. Hát à? Phải. Được, cô chọn bài, tôi hát. Phải. Tôi muốn nghe bài Nét Đẹp Của Dân Tộc. Anh có biết hát không? Thầy Trần. Trần Lạc. Hả? Trần Lạc, anh mau dậy hát cho tôi nghe đi. Trần Lạc. Hả? Em đẹp thật. Trần Lạc, không còn sớm nữa, anh uống say rồi. Nhiễm, rốt cuộc khi nào em mới coi anh là một người đàn ông vậy? Vì sao người khác đều biết nhưng em lại không hiểu lòng anh vậy chứ? Em nghe tôi nói, tôi không muốn thấy anh ta ở bên cạnh em. Tôi không muốn thấy anh ta sai bảo em đến bên tôi được không? Chỉ cần em có thể đến bên tôi nguyện đánh đổi mọi thứ. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu mà. Em hãy tin tôi đi. Trần Lạc, anh uống say thật rồi. Tôi say rồi Nhiễm. Tôi không uống say thì còn không dám nắm tay của em.
chỉ có say tôi mới dám nói cho em biết bí mật của tôi mà thôi. Rốt cuộc đến khi nào em mới có thể biết được? Thật ra tôi vẫn luôn yêu em. Đừng nghe mấy. Anh ta lừa em đó. Anh ta không thật lòng yêu em. Tất cả những việc anh ta làm đều có mục đích, có kế hoạch. Thiệu Minh Triết ở bên em là người được lợi lớn nhất trong mối quan hệ này đó. Xin em đừng mắc bẫy của anh ta nữa mà. Có được không? Anh nói gì tôi thật sự không hiểu. Trần Lạc. Trần Lạc à, đúng là anh say thật rồi. Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm. Đau tôi. Nhiễm Nhiễm. Đừng có động. Đau. Chú à, địa chỉ nhà Trần Lạc là số 2201, tòa B, quốc tế Diễn Dương. Chú tìm Trần Lạc làm gì? Có cần giúp gì hả chú? Xong rồi, xong rồi. Hạ Nhiễm Nhiễm, uống rượu vào là gây ra chuyện lớn. Ôi, phải làm sao đây? Ôi. Nhiễm Nhiễm, em mở cửa ra được không? Để tôi xem giúp em. Nếu không ổn thì đến bệnh viện. Tôi không cần tới bệnh viện. Tôi không sao. Nhiễm Nhiễm, mở cửa ra. Chúng ta nói chuyện tử tế đi. Em không thể trốn trong đó cả đời được. Thiệu Minh Triết. Đừng có mở cửa. Sao vậy? Là Thiệu Minh Triết. Trần Lạc, mở cửa. Là tôi, Thiệu Minh Triết đây. Nếu anh ấy biết tôi ở đây thì anh chết chắc luôn đó. Con nghe thấy không? Không sao. Tôi không sợ anh ta. Em sao rồi? Tôi không sao. Chỉ là hơi chóng mặt thôi. Để tôi xem cho. Được rồi, em nằm nghỉ đi. Em yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Tôi đếm đến ba mà không mở cửa, tôi đạp cửa đó. 1 2 3. Làm cái gì vậy? Có cho người ta ngủ hay không hả? Cái đồ thần kinh. Anh Thiệu, đã trễ lắm rồi. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi đến tìm Nhiễm Nhiễm. Tìm Nhiễm Nhiễm? Thì anh đến nhà cô ấy tìm chứ. Phải rồi, hàng xóm của tôi rất nóng tính. Anh làm ầm ĩ như vậy chắc họ sẽ báo cảnh sát đó. Tôi khuyên anh một câu, nhưng lúc cảnh sát chưa đến thì mau đi đi. Không ngại để tôi vào nhà chứ? Ai nói là tôi không ngại chứ? Có phải hôm nay anh không vào xem thử thì không cam lòng đúng không? Được. Xem xong rồi chứ? Trong phòng có người à? Có. Là bạn gái của tôi. Anh có bạn gái sao tôi không biết? Đó là việc của tôi. Việc anh không biết còn nhiều lắm. Tìm xong chưa? Xong rồi thì tôi không tiện.
Điện thoại của Nhiễm Nhiễm sao lại ở trong phòng bạn gái anh? Nhiễm Nhiễm là bạn gái anh sao? Chắc là Nhiễm Nhiễm đi vội nên để quên thôi. Phiền anh lấy điện thoại ra để tôi mang về. Không cần đâu, ngày mai tôi mang đến cho cô ấy. Ngoài ra chắc bây giờ Nhiễm Nhiễm đang ngủ rồi, cho dù chuyện có lớn bằng trời thì cũng để ngày mai nói đi. Chuyện này không liên quan tới Trần Lạc, là do em thấy không khỏe, muốn ở đây ngủ một lát. Em là người không cho anh ấy mở cửa. Không khỏe hả? Chỗ nào của em không khỏe? Em thật sự không sao mà, chúng ta mau đi đi. Đi mau đi. Chết thì cũng đừng kéo theo em Hà chứ. Nhiễm Nhiễm, em có thể có đầu óc một chút được không? Em đó, sau này không được gặp Trần Lạc, không được nói chuyện với Trần Lạc nữa, có hiểu không? Nè, anh ấy là trợ lý tổng giám đốc trong công ty, em là phó tổng, làm sao mà em không gặp được, không nói chuyện với anh ấy được chứ? Đuổi anh ta đi. Em và Trần Lạc không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ muốn đưa anh ấy về nhà. Sau đó lúc đi ra thì bất cẩn đập đầu, tiếp đó là anh tới đó. Em biết anh lo cho em, nhưng mà Trần Lạc sẽ không có hại em đâu. Được rồi Hạ Nhiễm Nhiễm, em đừng xem thường trí thông minh của anh. Anh không hỏi làm sao em bị thương, sao em không có chút đề phòng nào với Trần Lạc vậy hả? Ý đồ của anh ta với em chỉ có mình em không hiểu thôi. Anh ta không phải là Hướng An, tuyệt đối anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta giữ vị trí quan trọng trong hoành diễn, lại không hề hỏi đến chuyện của em ở bên anh. Anh ta không muốn hại em, em đừng ngây thơ nữa. Thiệu Minh Triết, có phải anh nghĩ là trên đời này ngoài anh ra thì không còn ai thật lòng tốt với em nữa hay không? Em nói vậy là ý gì? Trần Lạc là thầy giáo của em, thời gian em quen anh ấy còn lâu hơn anh. Anh ấy là địch hay là bạn thì em phải rõ hơn anh chứ. Em đúng là ngây thơ quá. Em... Sao hả? Không phục à? Hả? Ánh mắt không giết người được đâu. Cô Hạ có chí khí này, bây giờ em rất muốn dập cửa bỏ đi phải không? Nếu không phải em đuối lý thì ai muốn ở bên người độc đoán, lòng dạ hẹp hòi như anh chứ? Vậy anh phải chúc mừng em, vì cô Nhiễm Nhiễm đây đã thuận lợi bước lên du thuyền hào hoa của người đàn ông độc đoán lòng dạ hẹp hòi như anh. Muốn xuống thuyền là điều không thể. Thị Minh Triết, anh là đồ cuồng kiểm soát tự cao tự đại, em không muốn ở bên anh nữa đâu. Thị Minh Triết, anh cho em xuống xe đã. Tắm xong rồi à? Ừ. Em ngủ trước đi, anh dọn dẹp một chút. Hả? Cùng ngủ đi. Ngoan, nghe lời. Thôi mà, đừng giỡn nữa. Mau lên, ẵm em về phòng. Thật sao? Ừ. Ha ha ha.
Minh Triết, em muốn làm gì? Em thử coi. Anh nằm im, nằm xuống, cảm động đầy. Sao vậy? Em thấy không vui sao? Không phải, chỉ là nghĩ đến chuyện em về nước chính là muốn làm chút chuyện để có thể xứng với anh. Nhưng mọi chuyện lại không như ý nên thấy khó chịu thôi. Được rồi, đừng buồn nữa. Em buồn không phải vì bản thân em, mà còn vì Nhiễm Nhiễm. Hay là anh nói với ba anh để ba anh giúp, vậy có được không? Cho dù em không tham gia cũng được, chủ yếu Nhiễm Nhiễm phải lấy được dự án này. Không sao, coi như em chưa nói gì hết. Anh nói mấy năm học ở anh, khó khăn gì cũng đã vượt qua. Bỏ đi không nói nữa, ngủ đi. Loại con gái như cô không bao giờ vào nhà của chúng tôi làm con dâu của tôi được đâu. Bỏ đi. Bà cũng thương con trai bà quá chứ. Nhưng bà biết không, hôm qua con trai bà xảy ra tai nạn. Không chỉ có mình anh ta đâu, mấy hôm nay ở An huyện, bên cạnh anh ta còn người khác nữa. Sao cô lại? Đúng vậy, lòng tự trọng của tôi đã bán rồi. Hôm nay xem ra chắc không lấy lại được. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng không thể rời xa Minh Triết nữa. Thật ra bà cũng không thật lòng thích Hà Nhiễm Nhiễm, chẳng qua bà thấy gia thế cô ấy tốt hơn tôi, giàu có hơn tôi. Nhưng nếu có một ngày tôi tốt hơn cô ấy thì sao? Bà sẽ cầu xin con bà quay lại bên tôi sao? Bà biết người tôi ghét nhất là ai không? Đừng căng thẳng, không phải bà đâu. Mặc dù bà xem thường tôi, nhưng việc bà làm tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi ghét nhất chính là Hạ Nhiễm Nhiễm. Lúc nãy tôi đã định từ bỏ rồi, nhưng nếu bà cứ nói thay cô ấy bà không biết là tôi ghét cô ấy cỡ nào đâu. Chỉ cần là việc có thể làm cô ấy khó chịu, cho dù bản thân bị tổn thương thì tôi cũng sẽ làm. Cho nên coi như là để làm quấy khó chịu thì tôi cũng phải quay lại bên con trai của bà. Tạm biệt. Nằm xuống. Anh, nửa đêm rồi anh còn giỡn với em nữa có phải không? Nói đi, anh muốn làm gì? Em đó, hôm nay ngủ ở đây. Dựa vào đâu chứ? Vì sáng mai em và anh có việc phải làm. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi anh không hiểu hay sao? Em và anh đã kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Từ nay về sau, anh là anh, em là em, không có em và anh. Đừng nói nữa, đợi ngày mai làm xong việc, em muốn làm gì thì làm, ha. Vậy nếu em không đồng ý thì sao? Được, vậy thì chúng ta sẽ chơi tới sáng. Thiệu Minh Triết, anh làm vậy là bắt cóc đó, như vậy là phạm pháp. Vậy em kêu cứu đi, kêu lớn lên.
Làm gì hả? Anh đi ngủ. Đi ngủ đó. Thiệu Minh Triết, anh thả em ra. Có thả ra không? Không thả. Ê, em, trời. Ê, em. Em nói cho anh biết, sau này nếu anh còn dám động tay, động chân với em thì em sẽ cắn chết anh. Hả Tổng? Trần Lạc, mang thuốc cảm tới rồi hả? Tôi mang đến rồi, để tôi pha cho ông. Cảm ơn, cảm ơn. Sáng sớm mới ngủ dậy liền bị hắt hơi, tối qua có thể đã cảm lạnh rồi. Tôi nghe nói hôm qua mọi người chơi rất trễ, tôi còn tưởng là hôm nay cậu sẽ ngủ trễ chứ. Hôm qua tôi uống mấy ly rồi đi về trước, nên là hôm nay mới dậy được. Ê, Nhiễm Nhiễm thì sao? Không uống nhiều chứ? À, Nhiễm Nhiễm vẫn ngủ. Nhiễm Nhiễm đi cùng tôi, ông yên tâm đi. Hai Tổng. Cảm ơn, cảm ơn nghe. Trần Lạc à, tôi kêu cậu điều tra Thiệu Minh Triết, kết quả sao rồi? Thiệu Minh Triết cũng không tệ lắm, về tình cảm cũng không được xem là lăng nhăng. Trước đây anh ta từng hẹn hò với Tô Mạch. Với ai vậy? Tô Mạch sao? Do Thiệu gia phản đối nên chia tay, nhưng tôi cho rằng tình cảm của họ vẫn chưa dứt. Lần này Thiệu Minh Triết đến An Quyện, Tô Mạch cũng đến đó. À phải rồi, tôi có mang tài liệu đến. Hà Tổng, đây là những gì mà tôi điều tra được. Được, cứ để ở đây, tôi sẽ từ từ coi. Ê, ngồi đi, ngồi đi. Trần Lạc à, bây giờ vật giá cao, lương công nhân cũng cao, cho nên lợi nhuận sẽ càng ngày càng thấp. Tôi nghe nói Thiệu thị định chuyển nhà máy ra nước ngoài hả? Phải, tôi cũng nghe. Theo tình hình hiện nay, Malaysia và Việt Nam đều là sự lựa chọn tốt. Cậu nghĩ chúng ta có nên cân nhắc hay không? Vậy phải cử người đi khảo sát thực địa. Hơn nữa Hạ Tổng, đóng cửa nhà máy trong nước, công nhân thất nghiệp cũng là một chuyện nghiêm trọng đó. Đúng vậy, vấn đề thật không ít đó. Nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là cử ai đi. Người này vừa phải có tầm nhìn, lại phải tạo quan hệ với địa phương, lại còn phải thật tỉ mỉ, nhưng không được quá xảo quyệt. Trần Lạc à, cậu còn nhớ Lão Châu, người mà năm đó coi nhà máy cho chúng ta hay không? Tôi nhớ. Lúc đó không phải con gái ông ấy sang New Zealand du học sao? Bây giờ đã về, tôi đã gặp cô gái này rồi. Vừa xinh đẹp lại rất thông minh tháo vát. Nghe nói Lão Châu đang tính đến chuyện hôn nhân của con gái, cũng nhờ tôi giúp ông ấy đó. Sau đó tôi mới phát hiện Lão Châu sớm đã có đối tượng chọn là con rể rồi. Cậu đoán coi là ai? Tôi không biết. Hạ Tổng, tôi rót nước cho ông. Chính là cậu đó. Lão Châu này đúng là tinh mắt, vừa đến đã muốn lấy người đắc lực nhất của tôi đi rồi. Nhưng mà ông ấy cũng có ý tốt. Trần Lạc à, Trần Lạc, hay là cậu nể mặt tôi đi gặp con gái ông ấy được không? Thanh niên mà, cho dù không thể yêu nhau thì làm bạn với nhau cũng được, có phải không? Hạ Tổng. Sao vậy? Cậu không chịu sao? Cảm ơn ý tốt của Hạ Tổng, chỉ là tôi có bạn gái rồi. Ê, cậu đã có bạn gái sao? Từ khi nào vậy? Sao tôi không biết hả? Trước đây cô ấy không ở trong nước, nên là ông không biết đó thôi. Ở nước ngoài à? Vậy làm sao được chứ? Tôi nói cậu nghe nha Trần Lạc, hai người yêu nhau thì nhất định phải ở bên nhau, nếu không hai người sẽ có rất nhiều sự lựa chọn đó. Cậu nói có đúng không hả? Hạ Tổng nói rất đúng, chỉ có điều vẫn phải xem tình cảm thôi.
Nói cũng phải, hai người quen nhau mấy năm rồi? Gần 4 năm rồi. Lâu tới như vậy sao? Anh vậy việc kết hôn chắc cũng đã tính rồi chứ? Đúng vậy, dạo gần đây chúng tôi có bàn tới chuyện đó. Việc tốt, chúc mừng cậu nghe. Tôi nhất định sẽ tặng quà lớn cho cậu. Cảm ơn Hà Tùng. Giấu kỹ thiệt đó nghe. Để tôi coi. Hà Tùng, tôi muốn xin nghỉ phép. Chào thiếu gia. Anh đưa em tới đây làm gì? Ăn cơm. Đây là đâu? Nhà anh hả? Nhà ông nội anh đó. Nhiễm Nhiễm, đây là ông nội anh. Em gặp rồi. Đây là chú Hai, đều là người nhà, đừng căng thẳng. Chào ông nội. Chào chú Hai. Chào con. Mình Triết à, mẹ con lại bệnh rồi. Sao bây giờ sức khỏe mẹ con yếu quá vậy? Ông đã khỏe lại rồi mà mẹ con lại nằm viện. Ông à, ông biết đó, mẹ tưởng là mình là nhìn thấy ba con. Còn nói với mẹ con, kêu mẹ con đừng có nhớ tới người đàn ông vô lương tâm đó nữa. Học ông nè, coi như chưa từng có đứa con này. Ba, sao ba lại nói vậy? Tiểu Triết à, ba con trước giờ vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ con. Sau này nếu lại có chuyện gì thì phải nói với mọi người, cũng có thêm người giúp đỡ, phải không? Bác sĩ nói sức khỏe mẹ con không đáng lo, chỉ là bị kích động và lao lực quá độ, nghỉ ngơi một thời gian là được. Con cũng không hy vọng mẹ con lại gặp thêm chuyện gì, nên con sẽ cố gắng hết sức để cho mẹ con được sống vui vẻ. Cho nên con quyết định kết hôn. Tốt quá rồi. Xin lỗi Nhiễm Nhiễm, việc này vẫn chưa nói với em. Thực ra trong lòng anh đã nghĩ đến việc kết hôn lâu rồi. Chúng ta quen nhau cũng mấy năm, cảm ơn em vẫn luôn bao dung cho khuyết điểm của anh. Anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này. Việc lớn như vậy, anh làm cho em bất ngờ thì thôi, anh còn muốn làm cho ba em bất ngờ sao? Con đó, ba vợ tương lai còn chưa gật đầu mà con đã lừa con gái người ta như vậy là không được rồi nghe. Ba cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Ba em nói rồi, ông ấy đã ra rất nhiều đề khó cho con rể tương lai, đức trí thể mỹ đều phải thông qua kiểm tra hết. À phải rồi, anh thi đại học được bao nhiêu điểm? 736 thì phải. Anh thi lại mấy năm mới được điểm thi như vậy? Anh sao? Thôi được rồi, vậy mời anh tiếp tục cố gắng như lúc thi đại học đi ha. Trước khi đi thi anh chỉ ôn có 3 ngày thôi. Hy vọng lúc đối mặt với ba em, anh cũng có thể nói đùa với ba em như vậy. Được. Con đó đã gặp phải đối thủ rồi. Nhiễm Nhiễm à, Minh Triết tặng nhẫn cho con, hôm nay con có thể không đeo, nhưng mà ông tặng cho con một món quà, con không thể không nhận đâu nghe. Nhiễm Nhiễm à, nè, đây là món quà mà ông tặng cho con. Cảm ơn ông. Ông đây chính là đồ trang sức trước đây của bà nội đeo. Lúc bà ấy đi đã dặn dò ông truyền nó lại cho cháu dâu của bà ấy. Hôm nay con nhận nó thì con chính là người của Thiệu gia rồi. Hả? Thứ này em không thể nhận được, anh trả lại cho ông nội đi. Muốn trả thì em tự trả đi, anh không trả đâu.
Thiệu Minh Triết, anh tưởng là em không dám phải không? Hôm nay anh cố ý đúng không? Anh đã nói với em rồi, đã lên thuyền giặc của anh thì không dễ dàng xuống đâu. Anh ta lừa em đó. Anh ta không thật lòng yêu em. Tất cả những việc anh ta làm đều có mục đích, có kế hoạch. Thiệu Minh Triết ở bên em là người được lợi lớn nhất trong mối quan hệ này đó. Xin em đừng mắc bẫy của anh ta nữa mà. Thiệu Minh Triết, em hỏi anh, anh kết hôn với em có phải là để giành được quyền thừa kế Thiệu thị hay không? Đúng vậy. Ơ, em đang nghi ngờ động cơ anh kết hôn với em sao? Hạ Nhiễm Nhiễm, nhìn anh nè. Anh kêu em nhìn anh nè. Vĩnh viễn không được nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Thiệu Minh Triết đây sẽ không lấy hôn nhân của mình ra làm trò đùa đâu. Trên đời này không có bất cứ thứ gì đáng để anh đánh đổi bằng hôn nhân của mình, ngoại trừ em. Vậy nên vĩnh viễn đừng nghi ngờ anh, vĩnh viễn phải tin anh. Vậy anh hứa với em một việc. Em nói đi. Vĩnh viễn đừng giấu em. Dù là việc tốt hay là việc xấu, em chỉ mong là anh vĩnh viễn đừng lừa dối em thôi. Anh hứa với em. Vậy nếu anh có chuyện gì che giấu em thì... Nếu có chuyện gì anh che giấu em thì vĩnh viễn mất em. Dễ cho anh quá rồi. Vậy em thì sao? Em làm sao? Nếu em che giấu anh thì sao? Vậy đi, cho em một cơ hội. Em nghĩ có còn chuyện gì muốn thú thật không? Thật ra thì hôm đó em và Trần Lạc không phải cố ý muốn giấu anh đâu. Em chỉ muốn ở nhà anh ấy nghỉ ngơi một lát. Giữa em và anh ấy vốn không có chuyện gì hết. Anh sớm đã nhìn ra rồi. Anh sớm đã nhìn ra rồi. Vậy mà anh còn bạo lực nhốt em ở nhà anh như vậy nữa. Cho em một bài học. Ai kêu em uống say rồi lại chạy lung tung? Sau này em uống say không được chạy lung tung, càng không thể ở cùng Trần Lạc. Uống say thì chỉ có thể gọi cho anh, chỉ có thể ngủ ở nhà anh. Cuồng kiểm soát. Anh cuồng kiểm soát. Đời này anh chỉ kiểm soát một mình em. Lúc nãy nói đến mục đích kết hôn, thực ra vẫn còn đó. Hả? Anh muốn ép ba anh xuất hiện. Anh rất lo cho sức khỏe của mẹ anh. Anh mong ba anh có thể đứng ra như một người đàn ông, đối mặt với vợ ông ấy, với cuộc hôn nhân này. Mà anh luôn thấy ba anh mất tích có liên quan đến người nhà anh. Ý anh là chú hai của anh sao? Anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có bằng chứng. Vậy nên phải nắm chắc. Hạ phó tổng. Hạ phó tổng. Em đẹp thật. Trần Lạc. Trần Lạc không còn sớm nữa. Anh uống say rồi. Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc khi nào em mới coi anh là một người đàn ông vậy? Vì sao người khác đều biết nhưng em lại không hiểu lòng anh vậy chứ? Hạ phó tổng, Trần Lạc xin nghỉ phép về quê rồi. Thiệu Minh Triết, từ khi nào anh lại trở nên thô tục với Thiệu Khải vậy hả?
Thô tục thì thô tục, nhưng không làm như vậy thì sao để người khác từ bỏ suy nghĩ không nên có được. Trời ơi, đáng tiếc. Người khác mà anh nói hôm nay không có ở đây. Ngày nào anh cũng sẽ tặng. Vào đi. Phó giám đốc Thiệu, Thiệu tổng tìm anh. Được, tôi biết rồi. Chú Hai. Ờ, Minh Triết đến rồi à. Tiểu Triết, bộ phận quan trọng nhất trong kế hoạch Nam Giao giao cho con đó, con xem đi. Dự án này trước giờ chú vẫn theo sát, có vấn đề gì cứ hỏi chú. Lần này chúng ta đã mời đội thiết kế chuyên nghiệp nhất nước Anh. Bản thảo thiết kế tuần này sẽ có. Thật ra thì chú vẫn khá thích phong cách thiết kế của Newman. Con và Nhiễm Nhiễm sắp kết hôn rồi. Đây là việc tốt với chúng ta. Thêm một đối tác hợp tác, bớt một đối thủ cạnh tranh. Dự án này, dù là Thiệu Thị hay là Hoành Diễn trúng thầu, chúng ta đều có thể hợp tác khai thác. Con nói với Hạ Hoành Diễn đi. Anh Ni à, bác có tiêu thụ tôi cần đâu. Tôi vừa đưa vào rồi, kẹp trong tập tài liệu màu vàng đó. Alo. Tôi cần là báo cáo tiêu thụ chứ không phải là báo cáo tài vụ. Xin lỗi Hạ Phó Tổng, có thể vừa rồi không nghe rõ. Tôi lập tức lấy cho cô. Anh Ni à, hợp đồng của chúng ta với khu công nghiệp không phải đã ký rồi hay sao? Tại sao tôi lại nhận được mail của khách hàng nói là vẫn chưa nhận được hợp đồng? Hạ Phó Tổng, việc này tôi không biết mà. Đây là việc của trợ lý Trần quản lý. Alo. Anh Ni, trà tôi thích uống để ở đâu? Xin lỗi Hạ Phó Tổng, tôi không biết. Việc này hỏi trợ lý Trần biết đó. Rốt cuộc khi nào Trần Lạc mới có thể quay lại? Dạ chắc là ngày mai hoặc là ngày kia. Trần Lạc, rốt cuộc khi nào thì anh mới quay lại? Trà em thích uống, ở ngăn kéo bên trái bàn làm việc của tôi. Trần Lạc này có cảm ứng tâm linh sao? Có chuyện gì cần làm, tìm Sophie. Tuyệt đối đừng tìm Annie. Ngày mai tôi sẽ về. Trần Lạc này đúng là thần mà. Không được nhớ anh ta. Em đang nhớ đến anh phải không? Anh. Cô ấy đang nhớ tôi đó. Anh. Nhiễm Nhiễm, còn nhớ những lời hôm qua tôi nói với em hay không? Không phải tôi say nói lung tung, mà tôi thật lòng thích em. Hả? Trần Lạc, cả con người cô ấy đều là của tôi. Đừng hòng chạm vào một ngón tay của cô ấy. Anh nói trễ rồi. Tôi đã chạm vào rồi. Chỗ nào? Hai người. Không phải như anh nghĩ đâu. Thật sự không phải như anh nghĩ. Đây không mà. Phải là hiểu lầm. Tôi đã hôn cô ấy. Tôi thật lòng thích cô ấy. Một cái hôn thì có là gì? Trái tim cô ấy thuộc về tôi. Nếu đúng như lời anh nói thì vì sao tôi lại xuất hiện ở đây chứ? Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Mệt quá.